Xin chào mọi người, vậy là chúng ta lại gặp lại nhau trong buổi thứ 3 của chuỗi bài tập yoga trị liệu dành cho những người bị đau mỏi cổ vai gáy. Ở bài tập ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục xoa dịu những cơn đau và tăng cường sức mạnh của cơ bắp. Những bài tập rất là đơn giản, phù hợp cho những người ngồi làm việc như là dân văn phòng, người bán hàng hoặc là những người lái xe. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào buổi tập ngày hôm nay nhé! Mời các bạn ngồi trên tư thế thoải mái, hai mông ở trên thảm. Rồi chúng ta đan tay vào nhau, khép sát hai lòng bàn tay, đặt tay ở dưới cằm của mình, hít vào, khép sát hữu tay, đổ ngực về trước, vươn cằm của mình lên cao. Rồi thở ra, mở rộng hữu tay sang hai bên, cằm chạm cổ, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục khép sát hữu tay, hít vào, đẩy căng cuống họng, vươn cằm mắt nhìn lên. Thở ra, mở rộng khử tay sang hai bên, cằm chạm cổ, thả lỏng vùng cổ của mình. Hai lần nữa, chống tay khép khử tay, hít vào. Thở ra. Một lần cuối, hít vào, khép sát hai cổ tay, đẩy ngực về trước, vươn cằm của mình lên cao, giữ ở đây và hít thở đều. 5. Thả lỏng vùng cổ. 4. 3. Cảm nhận sự căng giãn. 2. Và 1. Rồi mở khử tay sang hai bên. Cằm chạm cổ, cuộn lưng ra sau, mắt nhìn xuống rốn, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Ta hạ tay xuống, đẩy thẳng cột sống lưng, vai xoay ra sau, đầu đưa về sau một chút để thẳng hàng với trục của cột sống. Hít vào, mắt nhìn thẳng. Thở ra, giữ nguyên vai, ta quay đầu sang bên phải. Kéo giãn toàn bộ vùng cơ cổ bên trái. Tiếp tục, hít vào, về giữa. Thở ra, quay đầu sang trái. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào, quay đầu về giữa. Thở ra, quay đầu sang bên trái. Một lần cuối, hít vào. Thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Cảm nhận sự căng giãn nơi cổ bên trái của mình. 4. Mỗi lần thở lại thả lỏng vùng cổ ra. 3. Cố gắng cầm thẳng hàng với vai, mắt nhìn sang bên phải. 2 và 1, hít vào về giữa. Thở ra, quay đầu sang bên trái, mắt nhìn qua vai trái. Giữ và hít thở đều. 4 3, cảm nhận vùng cổ bên phải của mình. 2, thả lỏng vùng căng cổ. Và 1, hít vào về giữa, hai tay dang ngang sang hai bên. Thở ra này, mở rộng lồng ngực, vươn cằm, ngửa lòng bàn tay, mắt nhìn lên. Thở ra, úp lòng bàn tay xuống, xoay vai về sau, cằm thu về cổ, mắt nhìn rốn. Tiếp tục, hít vào, ngửa hết lòng bàn tay lên, đổ ngực về trước và vươn dài phần cổ của mình. Thở ra, hóp sâu bụng lại, cuộn vai ra sau, cằm chạm cổ, mắt nhìn rốn.
Tiếp tục 3 lần nữa. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Một lần cuối, hít vào, mở rộng lồng ngực về trước, vươn cằm, kéo dài phần cuống họng của mình lên cao. Giữ và hít thở đều ở đây. 5, chúng ta xòe 5 ngón tay ra để máu lưu thông. 4, tách hai vai xa thân người. 3, siết nhẹ cơ bụng. 2, và 1, rồi từ từ thở ra. Cuộn vai ra sau, cằm thu về cổ, mắt nhìn rốn. Giữ và thở đều ở đây. 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ hạ tay của mình xuống. Hít vào, vươn hai tay lên qua đầu. Vào, nâng cao lồng ngực lên. Gập tay phải phía sau lưng. Tay trái đặt lên phía trên của khử tay. Hít vào, lôi vai phải lên. Thở ra, kéo tay sang bên trái. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Hít vào, duỗi thẳng hai cánh tay của mình lên. Thở ra, gập tay trái phía sau. Tay phải đặt lên khử tay. Hít vào, lôi vai của mình lên. Kéo giãn toàn bộ vùng lườn bên trái. Kéo ghì khử tay sang bên phải. Thở ra. Giữ và hít thở đều. 4, 3, thả lỏng vai. 2 và 1. Rồi, hai tay ra ngang. Hít vào, kéo tay phải sang bên trái, gập khử tay trái và đã tạo một lực kéo sang trái, thả lỏng phần vai bên phải. Tiếp tục hít vào, hai tay ra ngang, nâng cao lồng ngực lên. Gập tay phải, kéo khử tay sang bên trái, thở hết ra. Hít vào, thở ra. Thả lỏng toàn bộ vùng vai bên phải. Hít vào. Thở ra. Một lần cuối, hít vào. Nâng cao lồng ngực, thẳng hai vai sang hai bên. Gập khử tay trái, kéo tay phải sang trái, thở ra. Đã tạo một cái lực. Và khi nào đau cái phần này thì chúng ta dừng lại và hít thở đều. 5, đẩy thẳng lưng của mình lên. 4, thả lỏng vùng vai bên phải nhiều hơn nữa. 3, 2 và 1. Rồi hít vào, hai tay ra ngang, mở rộng lồng ngực. Gập khử tay phải, kéo tay trái sang phải. Giữ và hít thở đều. 5, thả lỏng vùng vai bên trái nhiều hết mức có thể. 4, hít thở đều. 3, 2 và 1. Rồi, hai tay ra ngang, hít vào, nâng cao lồng ngực của mình lên. Vặn người sang bên phải, thở ra, đẩy căng lồng ngực, mắt nhìn ra sau theo vai. Tiếp tục hít vào, thở ra, đổi bên. Hít vào, quay trở về. Thở ra, vặn người sang bên phải, đẩy thẳng cột sống lưng, mắt nhìn theo vai phía sau. Hít vào về giữa. Thở ra, đổi bên, nâng cao toàn bộ lồng ngực nào. Một lần cuối, hít vào, kéo căng vai, mở rộng lồng ngực. Tay trái đặt lên gối phải, đổ người về trước một chút. Vòng tay phải ra sau lưng, nắm lấy đùi trái. Sau đó ta lưng lưng của mình lên, đẩy thẳng cột sống lưng, mắt nhìn về phía sau. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, 3. Dùng lực của tay trái này, kéo một lực để chúng ta xoay người nhiều hơn nữa. 2 và 1. Hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Thở ra, tiếp tục vặn người sang bên trái, đổ người về phía trước, tay trái vòng ra sau nắm lấy đùi phải. Sau đó ta nâng người lên, đẩy thẳng cột sống lưng.
giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi hít vào, hai tay ra ngang, nâng cao toàn bộ lồng ngực, hai tay đan phía sau lưng. Xoay vai, mở ngực, hít vào, đẩy thẳng tay ra sau, hạ bàn tay xuống nếu có thể. Giữ ở đây và hít thở đều, ta vươn cằm của mình lên, siết nhẹ cơ bụng và đẩy hết lồng ngực về phía trước. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ vươn người về phía trước, chán xuống thảm và hất tay lên cao. Giữ và hít thở đều, mông của chúng ta xuống dưới thảm nhé. 5, thả lỏng hai vai. 4, thả lỏng đầu cổ. 3, hít thở đều. 2 và 1. Rồi vươn hai tay lên cao qua đầu, hít vào. Hai tay xuống thảm, thở ra. Mời mọi người chúng ta duỗi thẳng hai chân, lắc hai chân sang hai bên, nâng đầu gối lên xuống. Rồi bây giờ chúng ta duỗi thẳng chân phải, gập chân trái sao cho chân phải thẳng hàng phía trước thảm, mở rộng đầu gối trái, dựng mũi chân phải lên, vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực, thở ra, nghiêng người sang bên phải, đi tay phải về phía trước. Hít vào, vươn hai tay lên qua đầu, đẩy căng lồng ngực lên. Vặn người sang trái, tay phải đặt gối, tay trái phía sau mông phải, nâng cao lồng ngực, thở hết nào. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên cao qua đầu. Thở ra, hạ tay trái của mình về phía sau mông trái, hạ mũi chân phải, mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở rộng lồng ngực. Ta kéo nhẹ cằm lại nhé, không ngửa cổ. Rồi từ từ hạ mông xuống, thở ra. Vươn tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Gập người về phía bên trái giữa hai chân, thở hết ra. Chán xuống thảm, cố gắng hạ ngực của mình xuống. Vòng thứ hai, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực, đi tay phải về phía trước, nghiêng người sang bên phải, thở ra. Hít vào, vươn tay qua đầu, nâng cao vùng cột sống. Vặn người sang trái, tay phải đặt gối, tay trái phía sau, thở hết ra nào. Tiếp tục hít vào, vươn tay lên cao. Tay trái chống phía sau mông, thở ra, mũi chân phải xuống. Hít vào, chống đầu gối, mông lên cao, ngực đẩy căng. Thở ra, chậm chậm hạ mông của mình xuống. Vươn tay lên cao qua đầu, hít vào. Gập người về phía trước, 45 độ giữa hai chân, thở ra. Kéo dài các đốt sống. Một lần cuối nào. Hít vào, vươn hai tay lên cao, đẩy căng lồng ngực lên. Đi tay phải sang trái, nghiêng người về phía chân phải, thở hết ra. Giữ và hít thở đều. 5, ngửa hết lồng ngực của mình lên. 4, cảm nhận sự căng giãn nơi lườn bên trái và thả lỏng nó ra. 3, 2, tiếp tục hạ vai phải xuống. Và 1, rồi vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Vặn người sang bên trái, thở ra, đẩy căng lồng ngực, mắt nhìn về phía sau. Giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. 5, đẩy căng ngực lên nào. 4, 3, 2 và 1. Vươn tay lên qua đầu, hít vào. Thở ra, hạ tay trái chống phía sau, mũi chân phải hạ xuống, chống gối, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Chúng ta kéo cằm lại một chút để bảo vệ cổ vai gáy ạ. 5, ngửa lồng ngực của mình lên một chút nữa. 4, 3, thở đều. 2, mông lên, mở rộng lồng ngực nữa nào.
và một rồi từ từ hạ mông xuống. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Gập người về giữa hai chân, thở ra, duỗi dài các lốt sống. Đi tay, đi tay, đi tay, đi tay. Trán của mình xuống, giữ và hít thở đều ở đây. 5, dựng mũi chân phải. 4, thả lỏng hai vai. 3, 2 và 1. Rồi nâng người của mình lên, hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, hai tay xuống. Co chân phải lại, tay trái nắm má ngoài của chân phải. Hít vào, đẩy thẳng chân. Thở ra, tay phải phía sau, mắt nhìn theo tay. Cố gắng là nâng ngực lên, đẩy thẳng cột sống lưng. Giữ và hít thở đều ở đây. 4, 3, cố gắng là vặn vai sang nữa. 2 và 1. Rồi hạ chân của mình xuống. Vươn hai tay lên cao qua đầu, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Ta duỗi thẳng hai chân và thả lỏng chân. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đổi bên ạ. Ngồi sang phía bên trái của thảm, để sao cho đầu gối thì chúng ta chống xuống thì nó không bị ra ngoài thảm. Dựng mũi chân trái của mình lên, vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao vùng cột sống. Đi dài tay trái sang bên phải, nghiêng người về phía chân, thở ra. Tiếp tục hít vào, vươn tay qua đầu. Vặn người sang phải, thở ra, đẩy căng lồng ngực, mắt nhìn theo vai phía sau. Hai mông cân trên thảm. Tiếp tục về giữa, hít vào, vươn hai tay. Tay phải chống phía sau mông phải, thở ra, xòe 5 ngón tay. Hạ mũi chân trái xuống, hít vào. Mông lên cao, uốn cong lưng, kéo cằm lại ạ. Rồi từ từ hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Gập người về giữa hai chân, thở ra, duỗi dài các đốt sống. Trán xuống thẳng. Tiếp tục lần thứ hai, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Nghiêng người về phía chân trái, thở ra. Tay phải áp mang tai, cố gắng chúng ta đẩy thẳng cột sống lưng của mình khi nghiêng. Rồi hít vào về giữa, vươn tay qua đầu. Vặn người sang bên phải, thở hết ra. Đẩy lồng ngực của mình lên nào, siết nhẹ cơ bụng ạ. Hít vào về giữa, vươn hai tay lên. Tay phải chống phía sau, thở ra. Mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở căng lồng ngực, thẳng tay trái hết mức có thể ạ. Siết mông và siết bụng, thả lỏng lưng. Hạ mông xuống, thở ra. Vươn hai tay qua đầu, hít sâu. Gập người giữa hai chân, thở ra, duỗi dài các đốt sống. Một lần cuối, vươn hai tay lên cao, hít vào. Nghiêng người về phía chân trái, đi dài tay trái sang phải, thở hết ra. Cố gắng là đẩy thẳng cột sống mông lưng của mình lên ạ. Giữ, hít thở đều. 4, thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên phải. 3, tiếp tục hạ vai trái xuống nữa nào. 2 và 1. Nâng người của mình lên, hít vào, mở rộng lồng ngực, dựng mũi chân trái. Vặn người sang bên phải, thở ra, tay phải phía sau mông. Đẩy căng lồng ngực về trước, mắt nhìn theo vai phía sau. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Vươn tay qua đầu, hít vào. Tay phải chống phía sau mông phải, thở ra, xòe 5 ngón tay nào. Mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở căng lồng ngực, kéo cằm lại một chút ạ, sao cho cằm gần ức của mình nhất. Thẳng tay qua đầu. 4, 3, siết nhẹ cơ bụng và đẩy ngực lên nữa. 2, 1, rồi hạ mông của mình xuống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người về giữa hai chân, thở ra, duỗi dài các đốt sống. Trán xuống thảm. Giữ ở đây và hít thở đều, ta dựng chân mũi chân trái lên. 5,
cố gắng thả lỏng hai vai. 4. Thả lỏng vùng cổ vai gáy nào. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ nâng người lên cao, hít vào. Gập chân trái này, tay phải nắm má ngoài chân, thở ra. Hít vào, ta nâng chân trái lên. Thở ra, tay trái phía sau, mắt nhìn theo tay. Cố gắng là đẩy thẳng cột sống lưng. Giữ ở đây và hít thở đều. 4. Đẩy thẳng chân hơn nữa nào. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ chân xuống. Chúng ta duỗi thẳng hai chân và thả lỏng chân của mình một lần nữa. Rồi, ta ngồi. Ngồi mông xuống thảm nhé. Và mở rộng khớp gối sang hai bên. Hai tay bám vào đầu gối, ta bám chặt vào đầu gối và dùng một lực của tay để kéo người về phía trước nhé. Xoay vai, hít vào, đẩy căng lồng ngực, khép sát khử tay, vươn cằm, mở hết lồng ngực tối đa. Thở ra, hóp bụng, cuộn lưng, cằm chạm cổ, mắt nhìn về rốn. Tư thế này rất là thoải mái cho vùng lưng của mình. Hít vào, nâng cao lồng ngực, vươn cằm lên. Thở ra, hóp bụng, cuộn lưng. Tiếp tục xoay vai, mở rộng lồng ngực, hít vào, khép sát khử tay này. Và vươn dài cái cằm của mình lên chứ không ngửa cổ ra sau. Đúng kiểu có một lực đang kéo đầu của mình lên phía trước. Thở ra, cong lưng, hóp bụng, cằm thu về cổ, mắt nhìn rốn. Một lần nữa nào. Xoay vai ra sau, hít vào, đẩy căng ngực, vươn cằm của mình lên cao. Giữ và hít thở đều. 4. Dùng lực của khuỷu tay này, kéo sát về thân người. 3. 2. Mở rộng lồng ngực tối đa nữa nào. Và 1. Rồi hít vào. Thở ra, cuộn lưng ra sau, thu cằm về cổ. Giữ và hít thở đều. 4. 3, 2 và 1. Rồi bây giờ chúng ta chống hai tay về sau, khép sát hai đầu gối. Đang ngồi trên gót chân của mình, đan tay này, xoay vai, mở ngực, hít vào, hạ tay xuống phía sau, tiếp tục đẩy ngực lên phía trước, vươn dài cằm của mình, giữ ở đây và hít thở đều. 4. Nâng ngực lên nhiều nữa nào. 3. Ai không hạ được cái bàn tay xuống thảm thì chúng ta chống mũi tay và đẩy ngực lên nhé. 2. 1. Rồi vươn người gập về trước, chán xuống thảm, hất tay lên cao. Giữ và hít thở đều. 5. Cố gắng thả lỏng hai vai nào. 4. Thả lỏng vùng cổ. 3. 2. Và 1. Nâng người của mình lên. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, hai tay xuống, thả lỏng hai vai. Rồi, mời cả lớp chúng ta về tư thế con mèo. Ai bị đau khớp gối thì chúng ta có thể đặt khăn dưới gối. Hoặc là có cái miếng lót ở dưới gối ạ. Rồi xuôi mũi chân ra sau. Hai đầu gối lúc này mở rộng bằng hông. Mông thẳng hàng với đầu gối. Cổ tay thẳng hàng với vai và xòe 5 ngón tay. Phần khử tay ta xoay ra bên ngoài. Hít vào, võng lưng xuống, vảnh mông lên. Vươn cằm, mở ngực về phía trước. Thở ra, hóp bụng, cuộn lưng, cằm chạm cổ, mắt nhìn về rốn. Tiếp tục hít vào, mắt nhìn về trước, đồng thời chân phải đá lên cao. Úp hai mông cân bằng nhé, siết thẳng mũi chân. Thở ra, chán chạm đầu gối, hóp sâu bụng lại. Tiếp tục lần 2, hít vào, mở rộng lồng ngực, đá chân ra sau, mắt nhìn về trước. Thở ra, hóp sâu bụng, chán chạm đầu gối, mũi chân không chạm thảm. Một lần cuối nào, hít vào, đá chân lên, mắt nhìn về phía trước.
úp hai mông của mình xuống và mở rộng lồng ngực hết mức có thể. 4, 3, siết chặt cơ bụng không võng lưng. 2, và 1, rồi thở hết ra, chán chạm đầu gối, giữ và hít thở đều. 3, 2, và 1, hạ chân xuống. Lúc này chúng ta đổi bên. Hít vào, nâng chân trái lên, mắt nhìn về phía trước, úp hai mông cân bằng. Thở ra, hóp bụng cuộn lưng, chán chạm đầu gối, siết chặt cơ bụng. Lần 2, hít vào, đa chân đa sau, vươn ngực mắt nhìn về phía trước. Thở hết ra, chán chạm đầu gối, mắt nhìn về rốn. Một lần cuối, hít vào, đa chân, vươn ngực mắt nhìn về phía trước nào. Giữ ở đây và hít thở đều, ta siết nhẹ cơ bụng của mình nhé. Và nâng vai của mình lên. 4, 3, 2, 1. Rồi thở ra, hóp sâu bụng lại, chán chạm đầu gối, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, và 1. Rồi từ từ hạ chân của mình xuống. Lúc này chúng ta giữ nguyên, mông thẳng hàng với đầu gối. Rồi mắt nhìn này, mắt nhìn về phía sau, mắt nhìn về bụng của mình ấy, để sao cho đầu gối nó không bị vẫn thẳng hàng với lại mông ấy. Rồi đi tay về phía trước, hạ ngực cằm của mình xuống. Giữ và hít thở đều. Mỗi lần thở ra ta lại nhấn ngực xuống nhé. Xuôi mũi chân về sau, để không tạo áp lực vào đầu gối. Mắt nhìn xuống thảm để không bị nhăn trán. Mỗi lần thở lại hạ phần ngực của mình xuống một chút nữa, thả lỏng hai vai. Hai khử tay lúc này thẳng hàng với vai ạ, song song với nhau. Ba, hai, một. Rồi từ từ chống tay của mình lên tư thế con mèo, cuộn lưng lên cao, cằm chạm cổ, cuộn xương cụt của mình xuống, xốc vai lên, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, và 1. Rồi ta nằm sấp, hai chân xuôi, hai chân mở rộng bằng hông, tay của mình chống ngang ngực, chán xuống thảm. Hít vào, nâng chân lên, nâng đầu lên và tay lên luôn. Thở ra từ từ hạ chân xuống. 4 lần nữa, hít vào, nâng người lên. Thở ra. Tiếp tục hít vào, nâng người lên cao. Cố gắng nâng tay lên để khép cái phần vai của mình ra sau. Thở ra. Hai lần nữa, hít vào, lên cao. Thở ra, chán xuống. Một lần cuối, hít vào, nâng người lên, ngực lên, cố gắng là siết thẳng hai gối. Giữ và hít thở đều. 4, nâng hai tay lên nữa nào. 3, 2, và 1. Rồi từ từ hạ chán xuống. Nghiêng đầu sang một bên, thả lỏng đầu cổ, hít thở đều. Tiếp tục chúng ta gập hai chân, chán xuống thảm, tư thế cây cung, hai đầu gối tách rộng bằng hông, xoay vai ra sau, thẳng tay, hít vào, đá chân lên cao, nâng người của mình lên. Siết cơ đùi để nâng tay của mình lên nhiều ạ. Thở ra từ từ chán xuống. Tiếp tục xoay vai ra sau, hít vào, lên cao. Thở ra từ từ hạ chán xuống. Một lần cuối, xoay vai, hít vào, nâng người lên, siết căng chân của mình để thả lỏng cái phần vai của mình. 4,
3, nâng ngực lên nữa nào. 2, thẳng chân lên nữa. Và 1, rồi từ từ hạ trán xuống. Mời cả lớp chúng ta nằm ngửa. Co hai chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối. Hít vào phình bụng lên, thở ra kéo sát cái phần gối của mình về phía thân người hết mức có thể. Đầu không cần nâng lên nhé. Với những ai bị đau cổ vai gáy thì chúng ta không cần nâng đầu lên. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Thôi từ từ hạ chân xuống. Hai tay ra ngang, co hai chân lên, hít vào, thở ra, vặn người sang phải, hai đầu gối sang phải, mắt nhìn sang trái. Hít vào, trở về giữa, thở ra, hai chân sang bên trái, mắt nhìn sang phải. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Một lần cuối, hít vào, thở ra. Rồi tay phải mình đặt lên trên đầu gối, kéo đầu gối của mình xuống sát thảm, hạ rơi vai trái xuống, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng chân về giữa. Thở ra, vặn chân sang trái. Đặt tay trái lên đầu gối, hạ rơi vai phải xuống. Giữ ở đây và thả lỏng. Hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi hít vào, về giữa, nâng người lên. Thở ra, hạ chân xuống. Xuôi chân phải, xoay người sang phải, chống tay từ từ nâng người lên. Vậy là đã kết thúc buổi 3 trong chuỗi bài tập làm giảm đau mỏi cổ vai gáy. Đây là những bài tập mà Huyền rất là tâm đắc trong quá trình đi dạy của mình. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy hiệu quả ngay sau từng buổi tập. Hẹn gặp lại các bạn vào những buổi tập tiếp theo nhé.